Aki nhỏ đang cần một món ngon tuyệt vời. Tôi cơ tới đây, anh bạn ơi. Mình muốn ăn cái bánh này ngay. Wow, cô mèo đó là ai vậy? Mình có hơi xấu hổ. Nhưng mình sẽ đến chào cổ. Bạn có muốn nếm thử một chút không ta? Việc ăn thịt động vật thật xấu xa. Vâng, mình sẽ vứt bỏ cái này. Bạn không muốn ăn nó? Thôi vậy. Hãy ăn thử củ cà rốt này. Vâng, nó ngon đấy. Đã đến lúc tận hưởng niềm vui một chút. Đây là tô của bạn nha. Nó có mùi vị buồn nôn quá. Mình không muốn ăn phần cơm này. Có mùi gì thơm ngon quá vậy? Bông vải xanh sẽ khiến bạn dừng tiến tới. Tất cả điều này làm anh ấy rơi. Oki nhỏ bắt đầu rơi lệ. Tôi biết cách giúp bạn giải quyết vấn đề. Điều này sẽ tuyệt đấy. Nước rau quả trong cơm của bạn ấy. Bạn ấy chắc chắn sẽ phấn chấn. Xúc xích rau củ dài vô tận. Món ăn vặt tuyệt vời là đây. Này, trả chúng lại ngay. Oki ơi, bạn ổn không vậy? Nhanh lên, bạn ấy đang bỏ chạy. Đây rồi, hãy đánh sập nó. Điều này làm những xác sống nhăn nhó. Người xây dựng, bạn thật thô lỗ đấy. Được thôi, đến lúc kiếm thức ăn rồi đây. Những gì xác sống nhìn thấy bên trong là em gái đang mở miệng cười thật rộng. Thứ xanh lá này liệu có uống được? Em gái sư tử chìm xuống nước. Ôi trời ơi, hôm nay buồn chán quá. Ha, một xác sống, tránh xa ra, mình sẽ trở thành một thây ma đói. Nếu không thể chạy khỏi. Nước ép biến em thành màu xanh lá cây. Sư tử con anh ngây thơ quá đây. Ha, không tốt đẹp chút nào. Em không thể lừa anh lần sau. Vậy cảm giác này thế nào? Mình nghĩ đây là thật. Chạy mau. Chúng ta sẽ làm gì đây? Có chuyện gì với hai bạn vậy? Mình biết phải làm sao. Những khối Lego xếp chồng lên cao. Xếp chúng vào một khối. Tòa nhà của mình đẳng cấp quá đi thôi. Các bạn có thích nơi ở mới này không hả? Này, đây là mặt tôi nha. Chúng tôi không thích cách xếp của bạn chút nào. Còn nếu là màu đen thì sao? Các bạn thích khối màu đen à? Chào mừng đến với ngôi nhà Zumi quý tộc nha. Đóng cửa sau đó khóa thật kỹ. Một tên lửa Zumi. Giờ đây khi họ biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi vừa lỡ chuyến bay của mình. Sư tử nghe thấy gì vậy? Hệt như tiếng bánh răng chạy. Sư tử, có chuyện gì không hay? Chốc lát sẽ xong ngay. Vấn đề nằm ngay đây chăng? Bạn nhện dính vào bánh răng. Lắc mạnh và hút bụi đi. Tôi sẽ giúp bạn ngay tức thì. Vâng, mọi thứ dính vào đây. Ok, bắt đầu hút bụi ngay. Bánh răng được tra láng bóng. Xin chào nhé, sư tử con. Tấn công bằng bong bóng đây. Đã an toàn rồi này. Con nhện đã biến khỏi đây. Nhưng nâu ra nhiều quá vậy. Nhện con, lùi lại phía sau. Chúng không muốn đánh nhau. Hay là mẹ của chúng con. Xin chào, mình tên là Tôm. Các bạn nhện, cùng đi dạo nha. Bạn thích đồng hồ này không ta? Tụi mình thích lắm cơ. Bỏ dọc theo sợi tơ. Cảm ơn sư tử con nhiều. Mình vệ sinh con robot yêu. Dọn những mạng nhện còn rơi. Bạn mình giờ tốt như mới. Robot phát ra âm thanh. Hooray. Dưới ánh nắng mặt trời, mình cùng bạn vui chơi. Chú chim nhỏ đang bay. Robot, chú chim đã kẹt lại. Làm sao để rời khỏi đây? Hay là phá vỡ bánh răng này? Sao mình kỳ lạ thế này? Sư tử mình bị sao vậy? Chúng ta có gì ở đây? Mình tìm thấy bánh răng này. Mẹ sư tử đừng khóc. Con sẽ treo đồ lên mọc. Cảm ơn robot nhỏ xinh. Ôi không, một bánh răng khác của mình. Một bánh răng khác rơi trên cỏ được tìm thấy ngay sau đó. Với những gì mất đi, đây là lúc ghé thăm chị. Hãy nhìn điều nhảy ngốc nghếch của em. Ok, giờ chị nhảy thử xem. Trước khi chị bắt đầu động tác, lại rơi xuống một phần khác.
Tạm biệt chị, em phải bay đi. Ra 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 khỏi phòng chị. Chú chim ngốc không để mình yên bình, bổ vào phần cuối cùng của mình. Bánh răng cuối cùng trong ngực tôi bị mang đi làm tổ rồi. Chú chim và tôi đã đổ chắc bánh răng đó đã được trả lại trong giây lát. Chim nhỏ không thể giở trò nữa, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa. Giúp đỡ thật là vui. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Phủi bụi trên mũ pha rốt này. Đó là vật gì vậy? Ma không vào được đây. Dụng cụ săn ma có ngay. Trong việc săn ma, mình là nhất. Ôi, mình đã bắt chiếc hòm bí mật. Bạn có thể chạy ra ngoài, nhưng chắc chắn không thể trốn hoài. Hồn ma, mình sẽ bắt bạn ngay. Mình làm chú rùa bay. Bay vui quá đi thôi. Mình biết hồn ma đang ẩn nấp xung quanh. Mình sẽ khiến nó xuất hiện nhanh. Hồn ma không định dừng lại. Bay lên tảng đá khổng lồ này. Mắt đại bàng của mình có thể thấy hồn ma đang cố chạy khỏi đây. Bắn mọi thứ trên đường đi này. Nơi này như bồn tắm vậy. Có lẽ mình đã bắt vài chú cừu. Giờ cả bạn cũng mắc mưu. Rất tiếc, hôm nay không phải ngày của hồn ma. Vì vậy, hãy bay đi xa. Mình chỉ muốn tự do thôi. Ai đó xin hãy giúp tôi. Mình sẽ làm nổ bong bóng. Bạn sẽ rơi xuống nhanh chóng. Sau cùng, bạn không xấu tí nào. Chúng mình hãy làm bạn nhau. Cừu con ngốc nghếch bay trong gió. Bạn cần xuống đất rồi đó. Chải răng thất rườm rà. Mình không thích chút nào cả. Mình sẽ nghịch một chút. Bóp hết kem ra cùng một lúc. Bố ơi, tuyếp này đã hết trơn. Ok, đây là tuyếp lớn hơn. Nó sẽ đủ đó. Bóp nó ra thật khó. Mình biết cách bóp ra rồi. Nhưng điều đó khiến ba sục sôi. Ba chồng rất giận dữ vì cách mình cư xử. Sư tử con, giúp con bác. Bác không biết làm gì khác. Cháu có một ý tưởng tuyệt vời. Bác ốc, đừng rối bời. Đỏ, rồi đến vàng, cuối cùng là xanh. Lấy chúng với máy khoan của mình. Giờ xây một thứ để xay tất cả màu sắc mình tìm thấy. Vâng, cháu nghĩ nó sẽ làm được đó. Hãy để ta nghiền cho. Nếu chúng ta làm đúng, cháu tin là bột phép sẽ hiện ra. Chúng ta cần xay thêm lần sau. Dù tù con, tay của ta bị đau. Ta nghĩ ta sắp khóc. Bây giờ liệu chúng ta có thể đi ngủ không? Bột phép thật mảnh, nó sẽ khiến nụ cười lấp lánh. Hỗn hợp này thật thành công. Nhưng liệu Oxy có thích không? Oxy nhỏ, nó có ok không? Sư tử con, tớ rất thích, yay! Cuối cùng, răng của cậu ấy đã sạch, màu đỏ, màu vàng và màu cam. Wow, trời nắng chói chang. Ước gì đêm tối buông màn. Một chỗ mát mẻ tuyệt vời. Hồ nước xanh mát thích ghê. Nơi này làm mình thích mê. Kim tự tháp, cần bóng râm. Mình sợ đây là một sai lầm. Cách duy nhất để cải thiện, kim tự tháp phải di chuyển đầy hết sức có thể. Nhưng nó vẫn cứ thế. Bụi ma thuật sẽ giúp ta. Hãy nhanh di chuyển ngôi nhà. Cả một ngày mệt nhoài. Gió thổi bay hết rồi. Ước gì ngày trôi nhanh chóng. Xác gấp, bạn cần giúp không? Sư tử, bạn rất mạnh mẽ. Giúp mình di chuyển nhé. Dây thừng sắp rách rồi. Ta thử cách khác thôi. Kiến nhỏ xinh quá. Họ đang vận chuyển hoa quả. Mang quả đi, xem thử nhá. Liệu họ có giúp chuyển nhà? Wow, kiến con thật dẻo dai. Việc này sẽ xong ngay. Kim tự tháp trong không gian. Trên cây tre đi ngang. Giờ kim tự tháp có thể lăn. Cảm ơn thanh tre nhỏ nhắn. Xác ướp an toàn dưới bóng râm này. Giờ là lúc thư giãn đây. Không tìm đồ ăn nào. Xoay vòng này thật độc đáo. Là bơ cơ sẽ thật tuyệt vời. Không phải điều mình mong đợi.
xoay để chọn thức ăn nào. Anh bạn, burger đã trúng vào. Gặp sau Oki, mình đi đây. Mong bạn thích món cà tím này. Cà tím, bạn không nói chơi. Oh, một vòng xoay mới. Vòng xoay đang quay. Oki, có gì không vui đấy? Đến lượt sư tử con thử. Là chiếc xe đạp ư? Tiếp tục xoay xoay tròn, em gái nhỏ trúng mèo con. Xe đạp và mèo, thật ngộ nghĩnh. Còn một món cuối cho mình. Mình sẽ thử thêm lần mới. Cảm giác như nước mắt sắp rơi. Có cúng như kèo, mình biết phải làm gì tiếp theo. Vòng xoay nhanh quá đấy. Sẽ nhận được đồ chơi lần này. Yay, một Hobbit cho tôi. Nhưng mà quá nhiều rồi. Hobbit che cả mặt trời. Mình chỉ muốn vui thôi. Mình sẽ đi nhờ một đoạn. Chạy nhanh nào bạn. Oki khóc. Hobbit khắp nơi trong thị trấn ta. Chúng nhấn chìm tất cả. Oki gây ra rắc rối này. Mình vẫn có đồ chơi đây. Cả nhà hãy xếp hàng tư tốn. Wow. Thôi ổn. Xuống xe nào, 1, 2, 3. Cảm ơn gia đình của ta. Ba trông thật xinh xắn. Cả nhà, đứng thẳng. Này, con không thể mặc váy. Được rồi, con sẽ đổi ngay. Quần áo này xấu quá. Chờ con với ba. Đồng phục trông thật kỳ cục. Mình sẽ đổi đồ lén lút. Trong khu rừng 1, 2, 3, chúng ta dính bùn đến mức tối đa. Mình không thích bùn và cây. Không sao, mình ổn này. Con không thích tất cả, con quay lại xe được không à? Mình đang bị bỏ lại phía sau. Giờ mình bị gai đâm và mắc vào. Cần bắt kịp anh trai, cái cây này giữ mình lại. Em gái khóc thành tiếng, những quả thông không để yên. Lắng nghe cả nhà. Đừng nhìn con mà. Hệ sư tử cười không hé miệng. Lũ bọ khổng lồ xuất hiện. Chúng đang săn mồi. Bạn không thể tìm thấy tôi. Đồ ăn đã đi đâu? Sư tử con kéo nón che đầu. Những con bọ không cắn được. Mặc dù chúng ta ngay phía trước. Bên đó có gì đó kỳ cục. Mình phải đổi trang phục. Bị phủ bởi bùn lầy, cô ấy vừa kịp bỏ chạy. Bộ đồ này cũng ổn nhỉ. Giờ mình sẽ rời đi. Không còn bác trong cây. Mọi người nhìn con đây.